Khu đô thị FIFA City có trong diện tích 32.000 m², được chia làm 4 khu vực bao gồm chung cư cao cấp Sakura Hay, nhà phố thương mại Sakura Garden, công viên hoa anh đào Sakura Park, trung tâm thương mại FIFA Mall. Dự án được thiết kế xây dựng với các loại hình căn hộ và nhà phố với số lượng 358 căn, trong đó tòa tháp căn hộ sở hữu 323 căn với 203 căn hộ từ 2 đến 3 phòng ngủ, diện tích 45.5, 53.1, 63.4, 68, 84.5 m², 97 căn office, 23 căn shop house, nhà phố sở hữu 35 căn. FIFA City sở hữu hơn 50 tiện ích bao gồm công viên hoa anh đào tại thành phố mới Nam Sài Gòn, trung tâm thương mại chợ đầu mối. Từ dự án FIFA City, cư dân thuận tiện di chuyển đến các khu vực lân cận như chợ Bình Điền 1 phút, Ủy ban Nhân dân Bình Chánh 5 phút, Công an Bình Chánh 5 phút, Bệnh viện Bình Chánh 8 phút, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh 8 phút, Đại học RMIT 15 phút. Án khu đô thị FIFA City Bình Chánh do công ty cổ phần FIFA Investment làm đơn vị phát triển và công ty cổ phần bất động sản Esim là đơn vị phân phối. Công ty cổ phần FIFA Investment được thành lập ngày 26 tháng 8 năm 2020 với tổng vốn điều lệ 390 tỷ đồng, đặt trụ sở tại số 4, đường số 4, khu biệt thự sông Ông Lớn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Dự án khu đô thị FIFA City được dự kiến khởi công vào cuối tháng 3 năm 2022 và hoàn thiện vào năm 2025. Hiện dự án FIFA City đang chuẩn bị